Kính thưa cha bề trên, kính thưa quý cha, quý thầy và quý ông bà, anh chị em. Trong những năm gần đây, giáo xứ của chúng ta tại các giáo khu cũng như các cộng đoàn của cộng đoàn xa quê, giáo xứ Thái Hà chúng ta thường hay tổ chức đọc kinh liên gia. Thỉnh thoảng tôi được các giáo khu và một số cộng đoàn của các cộng đoàn xa xứ xa quê mời đi tham dự các giờ kinh nguyện của các cộng đoàn tại các gia đình. Tôi rất là thích và rất là đánh động vì tôi thấy quý ông bà, anh chị em cầu nguyện rất là sốt sắng và rất là truyền thống của giáo hội Việt Nam, nhất là các vùng quê. Khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi và những người hàng xóm hay đọc kinh tối sớm, tối sớm nên gợi lại cho tôi lòng mến Chúa và yêu mến Đức Mẹ. Khi đi tham dự các giờ kinh liên gia, tôi đọc tiểu sử của Thánh Alphonso, tôi nhớ các nguyện đường về đêm của Thánh Alphonso. Đến lúc Ngài qua đời, Ngài lập được 72 nguyện đường về đêm để dành riêng cho những con người ban ngày làm ăn vất vả, không có thời gian đến nhà thờ tham dự thánh lễ và cầu nguyện, nên Ngài lập các nguyện đường về đêm để những người nghèo khó đó, những người làm ăn vất vả đó được quy tụ lại để thờ phượng Chúa và chia sẻ với nhau. Thật là tuyệt vời khi con người ta được liên đới với Thiên Chúa, được liên đới với nhau trong tình yêu mến Chúa. Ở đó có cha Thánh Alphonso đứng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế. Cái cảm thức này ngày nay các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế và những ai có liên hệ với, liên quan và có tương tác với nhà dòng, chúng ta vẫn tiếp tục các nguyện đường về đêm để giúp đỡ nhau và giúp những người nghèo khó tất bạt không có thời gian đến nhà thờ. Giữa một xã hội ngày nay, chúng ta thấy một xã hội bị tổn thương, chúng ta cần sống liên đới với nhau và mỗi người chúng ta góp sức của mình, các công việc rất là nhỏ bé, bằng lời kinh âm thầm, và chúng ta cùng nhau âm thầm lặng lẽ cầu nguyện tại các tư gia như vậy để cầu nguyện cho nhau. Và chúng ta thấy khi ta cầu nguyện âm thầm tại tư gia như các nguyện đường về đêm đó, thật là đánh động những thành viên trong các gia đình và các khu, các phố chúng ta đến. Tuy âm thầm nhưng mà như hạt giống chúng ta gieo mỗi ngày sẽ lan tỏa và sinh hoa trái cho ngày hôm nay và tương lai của giáo xứ. Để chúng ta tiếp tục cái cảm thức của cha Thánh Alphonso đứng sáng lập dòng Cứu Thế mà chúng ta mừng trong ngày hôm nay, chúng ta đi đến với người nghèo trong ngày hôm nay là như thế. Thời Thánh Alphonso các nguyện đường về đêm, thời nay chúng ta đọc kinh liên gia tại các gia đình để chúng ta khuyến khích con em của mình, những người xa xứ xa quê, những người lương dân bên cạnh nhà mình nghe được lời kinh, tiếng hát của chúng ta, họ phần nào đó họ biết về đạo chúng ta và phần nào đó họ đánh động được qua cách thức hay là đời sống của chúng ta tại nơi chúng ta sống. Và chúng ta thấy làm sao mà Thánh Alphonso có được cảm thức về người nghèo như vậy? Chắc chắn trong cuộc đời của Thánh Alphonso, Ngài cảm nghiệm được
sự hiện diện của Thiên Chúa trên cuộc đời của Ngài. Ngài luôn luôn cảm nghiệm, nếu chúng ta đọc tiểu sử của Ngài, chúng ta thấy hình cái sự hiện diện của Thiên Chúa trải dài từ lúc Ngài sinh thời đến lúc Ngài nhắm mắt lìa đời. Chúng ta thấy hình như Thiên Chúa như là chiếc dù luôn luôn hiện diện, Ngài hồng ân của Chúa bao phủ con người của Ngài như chiếc dù hồng ân Chúa ở đó. Thiên Chúa hiện diện với Ngài, nên ta thấy tất cả mọi quyết định, mọi chọn lựa của Ngài đều nằm trong thánh ý của Thiên Chúa. Chúng ta thấy Ngài được Thiên Chúa chọn nên Ngài được sinh ra trong một gia đình giàu có đạo hạnh tuyệt vời. Và chúng ta lớn lên, Ngài được gia đình, được bố mẹ nuôi dưỡng và được học hành trong môi trường toàn những người rất là giỏi để đào tạo Ngài, nên Ngài thật là giỏi giang. Mới 16 tuổi, chúng ta tưởng tượng mới 16 tuổi mà đã đậu tiến sĩ cả đạo cả đời. Ngày nay ta thấy nếu ta muốn học lên tiến sĩ không hề dễ, có khi tuổi ta rất là cao, 30-40 rồi mà ta học đến cái bằng cấp đó không hề dễ. Nhưng mà Thánh Phong Xô mới 16 tuổi mà Ngài đã đậu được bằng tiến sĩ cả đạo cả đời. Chúng ta thấy Ngài có một sự thông minh tuyệt vời trong sự hiện diện của Thiên Chúa, trong sự thúc đẩy, nhất là trong ý định của Thiên Chúa chuẩn bị cho Ngài để Ngài tiếp tục loan tin mừng của Thiên Chúa cho nhân loại, cho chúng ta. Bạn ta thấy các biến cố xảy ra cuộc đời Ngài, như là khi Ngài làm luật sư, Ngài rất là luật sư, rất là giỏi như vậy, nhưng mà có một lần kia Ngài thua kiện. Nhưng mà đối với chúng ta, khi Ngài thua kiện đó là sự thất bại, nhưng mà đối với Thánh Phong Xô, đối với Thiên Chúa, cái đó là ý định của Thiên Chúa, cái đó là cái biến đổi, cái đó là sự chọn lựa. Và từ cái cầu nguyện, cái biến cố đó, Ngài được biến đổi. Từ cái biến cố ngã ngựa như vậy, biến cố chúng ta cho là thất bại như vậy, nhưng mà đối với Thánh Phong Xô, Ngài quyết định từ nay Ngài biểu, Ngài thốt lên: thế gian ơi, ta biết ngươi rồi. Thế gian mà chúng ta đang sống, thế gian mà Thánh Phong Xô đang sống, là người ta sống lọc lừa, gian dối, và thế gian này biết bao chuyện xảy ra, nên Ngài bước lên, Ngài đứng lên, Ngài làm chứng tá cho thế gian này về sự thật, không phải là gian dối, mà là có sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúng ta phải sống trong sự thật, chúng ta phải sống trong tình thương của Thiên Chúa, rồi Ngài từ bỏ nghề luật, rồi Ngài từ bỏ thanh kiếm. Gia đình Ngài là một gia đình thế giá như vậy, Ngài dâng thanh kiếm như là tất cả mọi sự lên cho mẹ, và Ngài đã đi tu, và Ngài cảm thức trong cái sự hiện diện của Thiên Chúa đó, Thiên Chúa đánh động Ngài, Ngài cảm thức lập dòng chúa thế để loan báo tin mừng cho những người bé nhỏ, những con người mà thế gian này lật lừa, thế gian này biết bao nhiêu chuyện, Ngài phải nói cho họ về tình thương của Thiên Chúa ở trong thế gian này, không phải chỉ là lọc lừa, không phải chỉ là gian dối, không phải chỉ là những cái sự khốn khó đó, nhưng mà con người chúng ta được sống trong tình thương của Thiên Chúa nếu con người ta nhận thức ra, ý thức Thiên Chúa hiện diện trong cuộc đời. Như Thánh Phong Xô, Ngài ý thức Thiên Chúa luôn luôn hiện diện, nâng đỡ Ngài từng phút giây trong cuộc đời, để Ngài quyết định mọi sự đúng theo ý Chúa. Để rồi chúng ta thấy khi Ngài làm
công việc phục vụ, Ngài chọn lựa người nghèo khó nhất để Ngài những người mà không có tiếng nói trong xã hội, Ngài đã đến giúp đỡ họ và Ngài liên đới với họ và Ngài dạy cho họ liên đới với đứng mà họ tôn thờ, đứng mà Thánh Alphonso đã cảm nghiệm, đó là Thiên Chúa, đó là Chúa Giêsu mà Thiên Chúa Cha sai đến trần gian này. Nên tất cả các nguyện đường về đêm và các cuộc Ngài dạy dỗ, các nơi Ngài đến, Ngài luôn luôn chia sẻ về tình thương của Thiên Chúa, nhất là nói cho người ta dù con người ta khốn khó, dù có người ta sa ngã, dù có người ta thấp cổ bé họng, nhưng mà trong tình thương của Thiên Chúa chúng ta thật là tuyệt vời. Để những ai tin vào Thiên Chúa, họ được cảm nghiệm, họ được trở lại, và nhất là họ được cảm nghiệm cái nhân phẩm, họ nhận ra nhân phẩm của họ trước mặt Thiên Chúa và nhân phẩm của họ trước sự hiện diện của người khác, để họ sống đúng với con cái của Thiên Chúa. Chúng ta thấy nên Thánh Phaolô, Ngài khi Ngài nói về Thiên Chúa, Ngài đã sống. Chúng ta nếu ta đọc lịch sử của đời Ngài hay là tiểu sử của đời Ngài, chúng ta thấy Ngài rất là yêu mến Chúa Giêsu nhập thể, Chúa Giêsu chịu khổ hình và Chúa Giêsu phục sinh. Ngài cảm nghiệm được Chúa Giêsu, cuộc đời của Chúa Giêsu, và như các môn đệ, Thánh Phaolô đã để cho Chúa Giêsu dạy dỗ, để Chúa Giêsu ở trong mình và mình ở trong Chúa Giêsu, để Chúa Giêsu dạy dỗ. Và Thánh Phaolô cảm nghiệm được như là Chúa Giêsu sống động trong cuộc đời của Ngài, nên Ngài tận dụng mọi giây phút trong cuộc đời, không bao giờ Ngài để hư đi, mất đi thời gian nào mà không làm lời cho nước Thiên Chúa và giúp cho người ta nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa và tình thương của Thiên Chúa trải dài qua chính con của Ngài, đó là Chúa Giêsu Kitô. Nên chúng ta là con cái của Thánh Phaolô, chúng ta xin Chúa qua sự chuyển cầu của Thánh Phaolô, chúng ta cảm nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa và Chúa Giêsu trong từng giây phút cuộc đời của chúng ta, và chúng ta làm tất cả mọi sự đừng có để phí mất thời gian lãng phí, nhất là trong thời đại ngày hôm nay chúng ta thấy cái gì cũng vội vàng. Nhiều khi chúng ta làm công việc rất là vô bổ, chúng ta phí thời gian vào những cái chuyện chẳng đâu vào đâu. Chúng ta xin Chúa, nhất là qua gương mẫu của Thánh Phaolô, xin chúng ta biết ý thức và chúng ta làm tất cả mọi việc đều trong thánh ý của Thiên Chúa, nhất là chúng ta là con cái Thiên Chúa, chúng ta dành thời gian cầu nguyện như các giáo khu, rồi chúng ta sống liên đới với Chúa Giêsu, sống liên đới với nhau, nhất là chúng ta dành nhiều thời gian để cầu nguyện. Chúng ta thấy Thánh Phaolô, Ngài bận như thế nhưng mà Ngài dành 8 tiếng mỗi ngày để cầu nguyện. Chúng ta có thể không dùng 8 tiếng mỗi ngày để cầu nguyện, nhưng ít nhất mỗi ngày như cộng đoàn Alphonso, hội Alphonso, chúng ta nhận Thánh Alphonso làm quan thầy, chúng ta học nơi Ngài, chúng ta hội họp với nhau, chúng ta chia sẻ lời Chúa với nhau, nhất là hội đoàn chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu trong hội đoàn của mình. Nếu chúng ta để cho Chúa hiện diện, ý thức
Chúa hiện diện trong cộng đoàn của chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ hành động, chúng ta sẽ làm những gì Chúa Giêsu đã làm, như Thánh Alphonso, chúng ta biết chạy lòng thương những người nghèo khó, chúng ta biết để lời Chúa thấm vào đời sống của chúng ta chia sẻ với từng thành viên trong hội đoàn của chúng ta, và chúng ta học lời Chúa mày mỗi ngày cho sâu sắc, để chúng ta không chỉ giúp cho bản thân, không chỉ giúp cho hội đoàn của chúng ta, nhưng mà chúng ta là những nòng cốt như Thánh Alphonso ngày xưa khi Ngài lập ra nguyện đường về đêm với mục đích Ngài đào tạo các trưởng cộng đoàn. Nơi những nguyện đường về đêm đó, Ngài dạy dỗ họ về giáo lý, về tất cả các mặt, nhất là phát triển con người toàn diện, cả trí thức, nhân bản, mục vụ và nhiều chiều kỹ khác, để cái trưởng những người trong cộng đoàn đó phát triển trở thành những trưởng cộng đoàn, để họ tiếp tục sứ mạng của Chúa Giêsu, và như là cánh tay nối dài của Thánh Alphonso để loan báo tin mừng cho những người nghèo khó. Ngày nay dòng Chúa Thế tại Việt Nam rất là cần những người giáo dân cộng tác với nhà dòng, có diệu cảm, cảm thức về người nghèo, về các vấn đề xã hội, nhất là chúng ta thấy trong xã hội ngày nay, chúng ta như chúng ta là sống trong một xã hội mà thế giới bị tổn thương về nhiều mặt. Chúng ta cộng tác với quý cha, quý thầy trong nhà dòng, có khi là âm thầm, có khi bằng những hành động cụ thể, để chúng ta tiếp nối sứ mạng của cha Thánh Alphonso, cái diệu cảm, cái linh đạo của Thánh Alphonso loan báo tin mừng cho người nghèo và chọn những người nghèo nhất. Xin Thánh Alphonso chuyển cầu lên Chúa ban cho mỗi người chúng ta luôn luôn sống vui, nhất là niềm vui có Chúa hiện diện, để mỗi giây mỗi phút chúng ta luôn luôn nhiệt thành sống, và chúng ta nhiệt thành liên đới với Chúa Giêsu, liên đới với những người khác, để làm cho hội đoàn của chúng ta, giáo xứ chúng ta ngày càng phát triển. Amen.